Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em đã trở lại với cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang. Và hôm nay em Sáng rất vinh dự được review một trong những siêu phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng tuyệt vời. Và trước mắt quý vị, đây là một chiếc ban thờ, quý vị anh chị em ạ. Một chiếc ban thờ bao gồm hai món, một ban thờ to và một ban thờ nhỏ. Đây quý vị anh ạ, đây là chiếc ban thờ nhỏ. Hàng tất tần tật, hiện tại còn để nguyên mộc. Và đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang đang trong quá trình lắp hàng quý vị anh chị em ạ. Đấy, quý vị anh chị em có thể thấy này, toàn bộ hàng chân 14, chất liệu là gỗ hương Nam Mỹ quý vị anh ạ. Tên của chiếc ban thờ này là chiếc ban thờ Triện Rơi quý vị anh chị em ạ. Đấy, toàn bộ là Triện Rơi. Đây quý vị anh chị em thấy này, toàn bộ hàng ngang bên em làm này. Đấy, yếm hồi này, mọng hét quý vị anh chị em nhé. Đấy, mọng hét hoàn toàn là mọng hét hết. Đấy, mọng hét hàng tháo lắp quý vị anh chị em ạ. Và em Sáng đang cho đấy, đang cho thợ của nhà dựng hàng lên. Đấy, toàn bộ hàng có hét hết nhé quý vị anh chị em nhé. Đây, kể cả cái xà dưới này, hai cái xà dưới này. Đấy, toàn bộ là hét hết quý vị anh chị em ạ. Để đảm bảo 100% hàng mộc nhưng chất lượng cực kỳ tốt, quý vị anh chị em hết sức yên tâm về những sản phẩm được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang làm quý vị anh chị em ạ. Đây, mặt của ban thờ đây ạ, vô cùng tuyệt vời. Chất liệu gỗ hương Nam Mỹ để đóng nội thất thì không có gì để bàn quý vị anh chị em ạ. Đấy, gỗ thì tôm gỗ mịn, gỗ có màu hồng cam. Đặc biệt là khi hàng này là full PU lên thì độ sáng thì quá tuyệt vời. Đấy, anh chị em thấy này. Đấy, chân này rất đẹp, chân 14, quá tuyệt vời luôn. Từ trên xuống dưới này, anh chị em thấy này. Đấy, em quay bên này để anh chị em có thể nhìn thấy được bên hậu, toàn bộ mặt trái của sản phẩm đây quý vị anh chị em ạ. Hàng ngang làm anh chị em thấy không, từ trong ra ngoài là bén tít luôn. Đấy, bén luôn. Chiếc ban này thì cơ sở bên em làm có ngăn kéo anh chị em ạ. Đấy, đây là hai cái dây trượt ngăn kéo, hai dây trượt ngăn kéo. Đấy, hai dây trượt ngăn kéo. Đây, mọng hét này anh chị em ạ. Đấy, hét tiền này, hét hồi này. Đấy, nhưng ban thờ thì bao giờ vậy, mặt tiền và mặt hậu là gắn, hai bên hồi là tháo quý vị anh chị em ạ. Đấy, đây là bàn con, chiếc bàn cúng cơm. Đấy, bàn cúng cơm này thì có thông số kỹ thuật là 96 quý vị anh chị em ạ, sâu 62. Đấy, em lắp luôn cái mặt cho anh. Đấy, lắp luôn cái mặt cho anh. Mẫu là mẫu Triện Rơi anh chị em nhé. Mẫu Triện Rơi có nghĩa là gì? Đó là sự kết hợp giữa các đường triện và giữa, đấy, vách giữa là đục rơi, vách giữa đục rơi, và hai bên đây là đục bầu rượu. Đấy, một trong những trường phái đặc trưng nhất của ban thờ đó là sự kết hợp, đấy, Triện Rơi và đấy, ván này là ván đục bầu rượu quý anh em. Đấy, hàng là hàng bên kia chưa vào bạn ơi. Đấy, ok. Đấy, hàng tháo lắp hoàn toàn nhé quý anh chị em này, bén tít tìn tịt. Đấy, vô cùng đẹp. Cái bao lan của nó đâu anh em nhỉ? Cái bao lan, em để bao lan vào cho anh. Đấy, ban thờ này thì có thông số kỹ thuật, chiếc ban to này có thông số kỹ thuật là dài 2m17, sâu 1m07 và tổng cao là 1m27 quý vị anh chị em ạ. Tổng cao là 1m27. Đấy, ban thờ bao gồm 4 bao lan. Đấy, đây là gọi là bao lan hay còn gọi là tua cũng được quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì hôm nay em Sáng là dựng hàng mộc, thì chiếc ban thờ này sau em Sáng sẽ quay cả một quá trình hoàn thiện. Đấy, cả một quá trình hoàn thiện để lên một sản phẩm đẹp. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang xin cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng cơ sở bên em và tin tưởng bên em làm đồ. Đó là một điều vô cùng vinh dự cũng như là một niềm vui của cơ sở bên em với toàn bộ khách hàng thập phương. Cơ sở bên em xin nhận tất cả các sản phẩm tư vấn về nội thất đồ gỗ, vận chuyển toàn quốc quý anh chị em ạ. Anh chị em thấy này, toàn bộ này. Đấy, tất cả những sản phẩm này đều khác hàng chợ quý vị anh chị em ạ. Đấy, cái hay là như vậy. Thứ nhất, nói về nội thất thì ban thờ
hàng ngang rất quan trọng, phải nói là như vậy. Chất liệu gỗ cực kỳ quan trọng và kiểu dáng, đấy là ba xu thế. Và đặc biệt cái quan trọng nữa đó là giá cả. Giá thì bên em làm giá tại xưởng, quý vị anh chị em ạ. Nhà có xưởng làm trực tiếp, quý vị hết sức yên tâm. Nếu quý vị anh chị em đặt hàng có thể tham quan tận nhà, tham quan tận xưởng để xem thợ bên em làm, quý vị anh chị em ạ. Đây, hàng toàn bộ là hàng còn để nguyên mộc nhá. Đấy, mới cạo lạo qua thôi. Đấy. Thì sau khi video này thì bên em sẽ tháo ra và sau đó là cho thợ bắt đầu hoàn thiện, quý vị anh chị em ạ. Đấy. Quá tuyệt vời. Với những không gian nội thất phòng thờ thì không thể thiếu những chiếc ban đẳng cấp như này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em. Nếu quý vị anh chị em đặt hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại 0922782886 gặp anh Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Đặt hàng và báo giá tận xưởng. Chào thân ái.